nhà nuôi yến tại Hà Tiên, kế bên lưu niệm Đông Hồ. Nhìn lạ quá, có mấy cái lỗ rồi. Quá kêu. Nhà mà nuôi yến khỏi ngủ luôn, ôm sầm. Quá trời kêu vậy. Tại bến tàu Hà Tiên. Tiền năm mùng 4 mà vắng quá. Có nhà lỗ không? Mới đến nữa. Chim yến quá trời bay đầy đầu. Năm mới vui vẻ, may mắn và phát tài nha mọi người. Ở tiên có công viên, có bờ biển đẹp quá. Bánh tàu về tới đây luôn nha, đánh cá ngoài biển xong rồi vô đây xe tải lại là chở bán trực tiếp luôn. Đó. Đây là cây đài cái cột cao quá. Đừng quan tâm em thế này, trái tim em còn mềm yếu. Rồi, hết rồi. Dòng ra thôi.